これはノートですかはい、それはノートです。かいいえそれはノートじゃありませんそれは鉛筆ですか Cái đó là bút chì phải không? Vâng, cái này là bút chì. それは鉛筆ですか? Cái đó là bút chì phải không? Không, cái này không phải là bút chì. あれはテレビですか? Cái kia là tivi phải không? はい、あれはテレビです。んーはあれはテレビですかあれはテレビですかあれはテレビですかいいえ、あれはテレビじゃありません。あれは何ですかけいそれはカギです。これはチューフォワー。

cái này là sổ tay, ]あれは何ですか? cái kia là cái gì vậy, ]あれは時計です. cái kia là đồng hồ, ]あれは何ですか? cái kia là cái gì vậy, ]あれは椅子です. cái kia là cái ghế, cái này là quyển vở tiếng Nhật phải không? はい, vâng, đúng vậy Cái này là quyền vở tiếng Nhật, phải không? いいえ, không, không phải là quyền vở tiếng Nhật Cái này là cuốn từ điển tiếng Anh, phải không? はい, vâng, đúng vậy これは英語の辞書ですか Cái này là cuốn từ điển tiếng Anh, phải không? Không, là từ điển tiếng Nhật. ]これは何の本ですか? Cái này là cuốn sách gì vậy? これは日本語の本です. Cái này là sách tiếng Nhật. ]これは何の本ですか? Cái này là cuốn sách gì vậy? これは車の本です。これは日本語のノートです。

これは私のスマホです。ケナイラスマートフォンコトイ。これは誰のスマホですかケナイラスマートフォンコアイヴェイ。それはアインさんのスマホです。ケドラスマートフォンコアチアイン。これは誰のですかケナイラコアイヴェイ。先生のです。ラコテイザー ですかケナイラコアイバイわのです。ラコトイ。このペンはあなたのですかはい私のです。このペンはあなたのですかいいえ私のじゃありません。 Không, không phải của tôi. Chiếc đồng hồ kia là của ai vậy? Là của anh Nguyễn. Chiếc đồng hồ kia là của ai vậy? Là của trường học. これはノート? Cái này là quyển vở phải không? Vâng, cái đó là quyển vở. これはノート? Cái này là quyển vở phải không? Không, cái đó không phải là quyển vở. それは鉛筆? Cái đó là bút chì phải không? Vâng, cái này là bút chì. Cái đó là bút chì, phải không? Không, cái này không phải là bút chì. Cái kia là tivi, phải không? Vâng, cái kia là tivi. Cái kia là tivi, cái kia là tivi phải không không cái kia không phải là tivi cái này là cái gì vậy cái đó là chìa khóa これ何? cái này là cái gì vậy cái đó là máy ảnh それ何? cái đó là cái gì vậy cái này là cục tẩy cái đó là cái gì vậy cái này là sổ tay cái kia là cái gì vậy cái kia là đồng hồ cái kia là cái gì vậy? Cái kia là cái ghế. Cái này là quyển vở tiếng Nhật phải không? Vâng, đúng vậy. Cái này là quyển vở tiếng Nhật phải không? いいえ, không, không phải là quyền vở tiếng Nhật. これは英語の辞書? Cái này là cuốn từ điển tiếng Anh phải không? Hai, so desu. Vâng, đúng vậy. これは英語の辞書? Cái này là cuốn từ điển tiếng Anh phải không? Không, là từ điển tiếng Nhật. これ何の本? Cái này là quyển sách gì vậy? これは日本語の本です. Cái này là sách tiếng Nhật. これ何の本? Cái này là quyển sách gì vậy? これは車の本です. Cái này là sách về ô tô. それ何のノート? Cái đó là quyển vở gì vậy? này là quyển gì vậy? cái này là vở về chữ Hán. それ何のノート? Cái đó là quyền vở gì vậy? Cái này là vở tiếng Nhật. これは会社の本. Cái này là sách của công ty phải không? Vâng, đúng vậy. これは会社の本. Cái này là sách của công ty phải không? いいえ会社の本じゃありません。Không, không phải là これ誰の? cái này là của ai vậy? là của thầy giáo これ誰の? cái này là của ai vậy? là của tôi このペーはあなたの? cây bút này là của bạn phải không? はい, vâng là của tôi cây bút này là của bạn phải không 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 phải của tôi あの時計は誰の? trước đồng hồ kia là của ai vậy là của anh Nguyễn あの時計は誰の? trước đồng hồ kia là của ai vậy là của trường học